nóng hổi luôn. Sợi phở rất là ngon luôn đó. Tại nhà mình làm phở từ sợi phở cho đến ra là nấu một nồi phở luôn, là ra những tô phở. Hôm nay mình Quyên sẽ chia sẻ đến anh chị em và các bạn cách làm ra sợi phở. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu. Thì muốn làm phở thì mình phải có cái khuôn phở. Đây là khuôn phở nè. Khuôn phở nhỏ, nó có cái chiều ngang khoảng 2,5 mm và cái độ dày mỏng của phở, cái này là 1 mm. Nhưng mà theo mình khuyên thấy thì cái này nó hơi to, nên chị em và các bạn mình mua được cái khuôn mà 0,8 mm thì tốt hơn. Nếu không là mình làm ra cái sợi phở hơi dày. Mình khuyên sẽ chia sẻ thật là kỹ luôn cái video này, bởi vì một số bạn, một số chị muốn làm phở đó. Đây là máy Philips Pasta Maker, tức là máy làm mì, nhưng mà người Việt Nam mình dùng để làm bún, phở, miến, bánh canh, làm đủ thứ hết. Và bây giờ thì máy chạy về số 0, tức là máy này nó có cái cân sẵn đó. Mình sẽ cho bột vô. Mình khuyên sẽ sử dụng cái bột bánh cuốn, bởi vì nó là cái tinh bột thì khi mình làm ra nó mới ngon được. Nó cái sợi nó trong và nó dai. Toàn bộ cái quá trình mình làm cho 500 g bột thì chỉ 15 phút thôi, nhồi và ép. Mình cũng có thể cho nhiều hơn một chút luôn cũng không sao. Mình khuyên cho hết nè, 276 g. Tiếp theo là vaseline hay là vaseline powder, vaseline stärker, tức là tinh bột lúa mì. Lúa mì là cái cây này nè. Hay là huyết starch, mình nhìn vào trong đây mình sẽ thấy là cái lượng collagen hydrate nè, nó cao đến 85 g. Thì như vậy mình làm cái bột nó mới dai, nó giúp cho cái sợi phở ra nó ngon, hoặc là bún cũng vậy. Hôm trước mình khuyên làm cái này nè. Bây giờ mình cho vào đây 150 g. Tổng cộng mình có thể cho là 400 g luôn. Tiếp theo đó là 100 g còn lại mình sẽ cho cà tơ phờ me hay là tinh bột khoai tây. Lúc nãy mình cân nhiều ít không sao, nhưng bây giờ thì mình phải cân đúng, bởi vì nếu không thì cái lượng nước nó không chính xác. 500 g. Dư thì múc ra nha. Nhớ là cân đủ. 500 g ở đây. Bây giờ tiếp theo mình sẽ cho bột xanh thanh gươm. Cho một muỗng cà phê là 5 g. Đúng 5 g luôn. Lưu ý mình đừng cho nhiều. Một muỗng cà phê muối 5 g. Đây là gói xanh thanh gươm, là chất cho phép dùng trong thực phẩm Lebensmittel Zusatzstoff, tức là phụ gia mà dùng cho thực phẩm. Người ta cho phép dùng đó, nhưng mà với một cái liều lượng cho phép, tức là cái liều lượng mà mình khuyên vừa cho là nó nằm trong mức an toàn cho 5 người ăn. Bây giờ tiếp theo mình sẽ đi nấu nước sôi. Nấu nước sôi sùng sục từ 240 cho đến 250, nhưng mà nhớ là đừng cho nhiều quá, cho đầy quá là dư nước ép không được, mà thiếu nước ép cũng không ra. Sau đó thì nhớ lưu ý là nước phải sôi sùng sục. Nãy giờ mình làm là lâu quá thì sẽ không được đó. Do đó anh chị em và các bạn phải làm nhanh. Ấn cái nút ngoài cùng bên phải, giữ cho đến số 3 hiện lên. Mình thả tay ra rồi, cho nước sôi vô. Và mình khuyên sử dụng cái cốc mà bằng inox á, để cho nó giữ nhiệt lâu. Nếu mình dùng bằng sành, sứ hoặc thủy tinh thì nó không có giữ nhiệt, lúc đó nó làm không có thành công. Cái này là một lưu ý cho anh chị em và các bạn để mà làm thành công nha. Và cứ chế từ từ vô như thế này. Mình chế cho đến khi mình nhìn lên màn hình, cái số nó hiện lên đó, nó là 2 phút 30 thì mình chế xong cái này. Sau đó thì mình sẽ cho dầu ăn vô. Để cho bột nó không dính cối thì cho vào đây 1 tablespoon dầu ăn, tức là 15 ml.
Và cứ như thế này máy nó sẽ trộn hoài cho đến khi xong 3 phút. Và để tiết kiệm thời gian thì bây giờ mình khuyên tắt máy quay nha. Chờ cho hết 1 phút nữa thì mình quay trở lại nè. Sau khi nhồi đủ 3 phút, mình sẽ bấm cái nút ngoài cùng bên phải lúc nãy đó. Đây là cái nút này đây. Mình bấm dừng. Bây giờ mình mở cái nắp ra. Anh chị em và các bạn nhìn thấy không ạ? Ở trong đây nó không có đều. Bởi vì là cái máy nó trộn 3 phút thì không cách nào nó đều được hết á. Do đó mà có chỗ khô, chỗ ướt như thế này, mình cần phải lấy cái cây giống như mình khuyên nè, mình trộn phụ cho máy. Bởi vì là mình khuyên làm để ép ra luôn, chứ không có tắt máy, không có nghỉ lâu, chỉ là dừng thôi. Rồi sau đó mình dùng cái cây hoặc là chiếc đũa mình trộn phụ, cũng như là mình tém xuống như vậy nè, để cho nó sạch á, chút nó ép ra nó ép hết luôn. Lâu lắm rồi, một số bạn rất là đông muốn mình khuyên chia sẻ cái video cách làm phở. Đậy lại nè. Sau đó thì mình sẽ bấm tiếp tục cái nút bên phải ngoài cùng. Cho ép ra. Quay xuống bên đây để anh chị em và các bạn nhìn thấy máy ép ra ở đây. Máy sẽ ép ở đây nè. Bây giờ quay qua nè, cái đoạn đầu tiên nó rất là xấu, do đó anh chị em và các bạn sẽ cắt nha. Để cho nó ép ra một chút xíu nữa thì mình phải cắt, mình bỏ nó đi. Bây giờ mình nhìn mình thấy nó không có ra nổi luôn đó. Cái lý do tại sao mà bột không ra nổi, tức là bị ướt. Bị ướt thì nó sẽ không ra nổi. Do đó mình xử lý cái cách mà bột bị ướt, bị nhão là như thế nào. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ tắt máy. Tắt máy nè. Lấy cái phần này mình cho vô trở lại trong máy. Mở cái đầu khuôn này ra. Bởi vì không phải lúc nào mình làm cũng thành công, do là bột cũ thì nó hút nước nhiều, bột mới thì nó hút nước ít, do đó cái lượng dao động từ 240 cho đến 2. Do đó cái lượng dao động từ 240 cho đến 250 ml đó. Bây giờ mình phải lấy cái khuôn này ra. Đây, nó nhão như thế này nè, do đó nó không ép ra được thì mình cần phải lấy cái khuôn này ra. Sau đó anh chị em và các bạn sẽ gỡ cái này nha, bỏ ngược trở lại. Lưu ý là mình phải gỡ ra, mình lấy, mình bỏ hết ngược trở lại thì máy nó mới ép được, còn không là nó không có ép được, bởi vì nó nhão đó. Bởi vì một số chị, một số bạn, mình mới mua máy, mình gặp những cái vấn đề này rất là nhiều. Sau đó thì mình sẽ sử dụng một cái cây, mình lấy hết cái phần bột ở trong đây ra. Mình dùng cái cây này, mình xăm vô và mình gỡ hết ra. Còn không thì anh chị em và các bạn sẽ lấy cái cây tăm, mà cái tăm xỉa răng của mình mà bằng nhựa đó. Cái cây đó mình lấy cũng dễ nữa. Sau khi mà mình lấy sạch hết bột trong khuôn ra thì lắp lại khuôn. Cần phải lấy sạch bột, bởi vì nếu không là lúc mà mình cho nó chạy ra nó kẹt đó. Sau đó thì nãy giờ mình mở cái nắp lên nè. Anh chị em và các bạn thấy không, nãy giờ mình mở cái nắp lên, tức là cái lượng hơi nước nó bay lên là khá nhiều rồi. Do đó mình thử ra, bây giờ là nó được luôn đó. Và mình không cần phải chữa cái gì hết, tức là mình để nguyên vậy, đậy nắp lại, ép ra thôi. Đó là xử lý trong trường hợp bột bị nhão. Bây giờ nó sẽ chạy ra rồi nè. Và chạy đều hết. Tất cả những cái lỗ khuôn đều chạy ra hết. Mình nhìn vào mình thấy nó hơi răng răng, có khúc đầu không ạ? Bây giờ cái khúc đầu này nè, mình sẽ cắt, mình bỏ đi.
mình lấy cái phần bột này mình cho ngược trở vô trong cái cối cái chút nó ép. Chờ cho nó ra hết cái phần bột nhân này đi. Bột nhân nè, tí xíu nữa thì mình sẽ cắt mình bỏ ngược vô trong máy nha. Dừng máy nè, cho phần bột này vô lại. Và mình nên bẻ nhỏ ra. Tiếp tục bấm máy cho chạy ra. Hôm nay là xử trí cái trường hợp là phở bị nhão, tức là nhiều nước đó. Còn trong trường hợp mà phở bị răng cưa, tức là phở bị khô, thì mình xử trí sau nha. Để mình lấy cái phần bột đẹp thì mình nên bỏ cái này ngược vô trong máy nè. Và chỉ đứng chờ thôi, chỉ đến khi phở ra xong thì thôi. À, phở nó sẽ rời từng sợi như thế này nè. Và lúc này thì mình sẽ đi nấu một nồi nước cho nhiều để mình luộc cái này. Khoảng 6 lít luôn đó. Giả sử trong trường hợp mà mình thấy nó chưa đẹp, mình có thể cắt, sau đó mình thải vô trở lại nữa. Không sao hết, bởi vì mình còn có cái chức năng là ép những cái bột thừa đó. Thì cái chức năng đó sẽ giải quyết được cái phần bột khi mà mình ép ra bị thiếu á, tức là còn bột ở trong máy đó. Thì tắt máy cho phần bột hơn này vô nè. Nó tơi rời ra từng sợi như thế này. Và không có bị răng cưa, không bị ướt, không bị dính chùm. Là đạt rồi. Và cứ như thế này, mình chờ cho đến khi máy ép ra được một nửa thì mình đi trụng. Không cần phải ép hết đâu. Hôm nay mình giải quyết được cái trường hợp là bột nhão thì xử trí như thế nào. Bây giờ, phở ra đẹp ơi là đẹp nè. Để gần anh chị em và các bạn nhìn thấy nha. Nè, nó tơi rời ra như thế này nè. Là quá đạt luôn. Tắt máy nha. Để tốn thời gian xem. Bởi vì nó cũng chạy như thế này ra cho đến hết thôi. Và sau khi máy ép một lúc á, nó trả ngược những cái phần bột ở trong cái ống này ra rồi đó. Nó ép ra thêm nữa thì cái bột nó quá đẹp luôn. Mình khuyên để gần cho anh chị em và các bạn nhìn thấy nè. Bây giờ bột nó đẹp chưa? À, sợi phở nó đẹp chưa? Nó ra rất là đẹp. Nó phẳng như thế này nè. Nói do đó, đây là cái cách xử trí bột ướt mà mình khuyên muốn chia sẻ hôm nay. Và trong lần tới nữa, mình khuyên chia sẻ cái cách xử trí bột khô. Bột khô thì mình xử trí như thế nào nha. Phở đẹp ghê chưa? Bây giờ mình chờ cho nó ép tiếp cho nó hết. Bây giờ máy nó đang trả ngược lại. Sau đó nó ép ra. Và nó trả ngược lại lần hai đó. Tức là nó cuốn hết cái phần bột ở trong đây, nó đẩy ra. Nó đẩy ra xong rồi nó ép ra tiếp. Phần sợi phở lúc này ra rất là đẹp. Phẳng đẹp như thế này. Để qua cho anh em và các bạn nhìn thấy sợi phở nè. Rất là mịn và phẳng đẹp. Không có bị dính chùm cũng như là không bị đứt gãy, không bị khô. Là đẹp. Bây giờ máy nó đang trả ngược lại đó. Đang quay và trả ngược về. Và mình nhìn vào trong đây mình thấy còn rất là nhiều bột. Nhưng mà máy đã tắt rồi. Tức là máy nó đã báo là nó ép xong rồi đó. Nhưng mà bột vẫn còn nhiều quá. Thì bây giờ mình phải làm sao? Bởi vì là do lúc nãy mình đã tắt rồi mình bỏ bột vô đó. Thời gian quay thì nó đúng như vậy. Nhưng mà do mình, do đó mình phải làm như thế nào?
Bây giờ nè, quá trời bột. Tức là mình sẽ phải bấm cái nút này. Đây là cái nút này nè. Hằng Quyên để cho anh chị em và các bạn nè. Cái nút cộng có cái mũi tên quay qua phải theo chiều kim đồng hồ. Mình bấm vô. Sau đó mình thấy số 3 hiện lên. Tức là nó sẽ ép thêm 3 phút. Mình bấm vô cái nút này. Và cái phần bột này sẽ được ép cho hết ra. Đó, bây giờ nó ép tiếp ra đó. Ở đây nè. Tiếp tục, nó sẽ ép cho hết cái phần bột còn lại trong máy. Đây là cái chức năng của máy, cho phép mình ép bột thừa trong máy đó. Và tiếp tục chờ cho nó ép hết. Giả sử trong trường hợp mà ép không hết nữa, mình bấm thêm 3 phút nữa, cho đến khi nào mình thấy nó ép hết thì thôi. Và đây là cái phần phở mà cái cối nó đang vét đó. Nó vét cuối cùng luôn đó. Và nó vẫn tơi rời ra như thế này nè. Và sau khi máy ép xong, mình khuyên bấm 2 lần 3 phút nữa đó. Thì mình nhìn vô trong đây, mình thấy không còn gì hết, nó ép sạch hết đó. Cho mình áp dụng cái chức năng là ép vét cối và cái phần phở lúc này. Xong rồi ở đây sợi phở nè, để gần anh chị em và các bạn nhìn thấy nè. Một nồi nước sẽ nấu sôi sùng sục. Và kế bên là một cái thau màu hồng. Mình khuyên đựng nước lạnh, tức là nước lạnh ngắt luôn đó. Để khi mình trụng ra xong là mình cho vào trong nước lạnh. Và lưu ý là phần nước trong nồi nấu sôi cũng phải nhiều, và phần nước lạnh cũng nhiều luôn. Bởi vì như vậy thì cái phở của mình nó không bị nhớt. Nhìn vào trong nồi, mình thấy nước sôi sùng sục như thế này rồi. Lưu ý là nó sôi sùng sục mới được. Nếu như phần nước nó không sôi sùng sục đó, mình thả vô là cái phần phở nó chưa chín, nó sẽ bị hồ hóa. Tức là nó chảy mềm cái phần bột ra. Do bột nó vào nước lạnh là nó chảy đó. Cái này, lúc này là cái bột nó chưa có chín. Do đó, nước cần phải sôi. Và mình thả vô từ từ, rờ rờ như thế này nè. Lửa mở lớn hết mức có thể luôn. Sau khi mình thả xong một phần rồi, mình có thể thả thêm một phần nữa. Từ từ thôi. Bởi vì là mình khuyên cắt những cái đoạn ngắn như thế này nè. Nó dài khoảng hơn nửa mét, 60cm. Rồi, bao nhiêu đây thôi, tức là một nửa thôi. Mình nhớ đừng có bỏ nhiều. Và mình nhìn vào đây nè, mình thấy nó bắt đầu nó nổi lên đó. Nè, nó nổi lên rồi nè. Là phở nó chín rồi đó. Thì anh chị em và các bạn sẽ vớt ra. Và phần nước ở trong đây mình nhìn mình thấy nó trong mà nó không có bị đục. Tắt cái lửa này, bởi vì không là nó sôi mặn quá. Tắt xong rồi mình vớt ra nè, cho vào trong thau nước lạnh luôn. Phần nước trong chứng tỏ là mình đã trụng đúng. Bởi vì phở dai hay không là cũng do cái phần mình trụng nữa đó. Rồi, lại mở lửa lên thật là sôi nước thì mới cho cái phần còn lại vô trộn tiếp. Hôm nay mình khuyên làm thật là kỹ, bởi vì mình khuyên muốn chia sẻ cho một số chị. Các chị làm vẫn chưa thành công đó. Rồi, thả vô nè. Từ từ cho nó rời ra. Rời ra như thế này nè. Thì nó mới không có dính chùm được. Và cái thời gian mà mình khuyên đang trộn là thời gian thực tế á. Tức là nó khoảng 1 phút thôi, chứ nó không có nhiều hơn. Khi mà nó nổi lên là nó vài chục giây là nó nổi rồi. Có chị để lâu đó thì nó bị bở nát ra luôn. Đây, như thế này là nó chín rồi đó. Tắt lửa luôn nha. Nó chỉ cần 1 phút thôi. Với cái sợi phở này là nó chín rồi. Bún hoặc là phở này cũng đều giống nhau. Sau khi nó sôi xong rồi, sau khi nó nổi lên đó, thì mình để thêm 10 giây nữa. Đừng để lâu quá, để lâu là nó bở ra đó, nó chín quá đó. Sau khi mình trộn xong, ở trong đây nó không có còn cái phở gì hết, cũng như là cái phần nước ở trong đây nó không có được đục quá. Ở đây, nếu mà nó đục quá chứng tỏ là cái bún nó bị chảy ra đó. Và bây giờ qua bên đây mình sẽ rửa bún nha. Lập tức mình đổ cái phần nước này ra. Cho nước lạnh vô.
Rửa thì mình sẽ vò như thế này nè, cho nó sạch cái nhớ, bởi vì cái xanh thanh gom đó nó tạo cho cái sợi phở cũng như là bún có cái độ đông đó, độ đặc đó, giống như là cái nước sốt cà chua hay là pudding sữa da ua, người ta cũng cho cái xanh thanh gom để cho nó đặc sệt lại đó. Thì cái này cũng vậy luôn, cho đó mình cần phải hơi vò vò như thế này cho nó sạch. Bây giờ mình nhìn mình thấy cái phần nước nó đục nè, mình sẽ đổ ra rổ. Lại tiếp tục cho nước mới vô. Rồi lại rửa tiếp tục. Cứ như thế này nè, mình rửa hoài luôn, cho đến khi mà mình nhìn mình thấy nó trong thì là được. Rồi lại đổ ra. Chế nước lạnh nó tiếp. Chỉ cần khoảng 3 nước như thế này là nó hết đục rồi, và phở đạt rồi đó. Xong rồi, hình như cái này là nó cũng hết nhớt luôn. À, như vậy là mình có được phở kê lên một cái gì đó cho nó chảy nước xuống. Và cái phần phở này thành viên đã xong rồi đó. Nhưng mà bây giờ nếu như giả sử mà anh chị em và các bạn mình muốn ăn cái phần phở này liền thì mình cần phải rửa cái nước nóng, nước nóng này từ cái vòi của mình cũng được nữa, hoặc là nước nóng 70 độ C mình có thể nấu mình chế vô thì là mình ăn được liền. Bánh phở mình sẽ cho ra cái này nè, cái đồ trụng đó. Sau đó thì nước thật là sôi, mình cho qua mình trụng nhanh để cho nó nóng. Cho ra tô, xếp gà vô tô. Cho nước dùng vô luôn, nóng hổi. Phở này ăn nóng nó mới ngon. Như vậy là sau khi mình múc xong là phải ăn liền. Đói bụng quá, bây giờ trộn lên nè. Phở rất là ngon luôn đó.